Vui khỏe nè, sống khỏe nè, ăn khỏe nè, ngủ khỏe nè, nhiều sức khỏe nè, nói chung cái gì cũng khỏe hết. Bớt tiền lẻ ha, thay vào đó những tờ cái tiền chẵn polymer mình giá từ 1 đến 500k thôi, tại vì Việt Nam mình mới có 500 thôi, luôn đầy ví cho tất cả mọi người. Và đó cũng là cái lời chúc rất rất là chân thành em xin gửi đến tất cả những ai đã từng và đang xem cũng như đăng ký cái kênh của em nói riêng, và tất cả mọi người từ già trẻ bé lớn, từ trẻ đến gái, từ ông đến bà, trên Nam và miền Tổ quốc nói chung. Rồi cái thực tế là những ai đang xem cái video này như những lời chúc chân thành, rất rất là chân thành nè các bạn. Bây giờ trước khi vào cái clip hôm nay đó, mình không có nói nhiều, tại vì clip này không biết cái gì đó, nó thay vì clip này các bạn mình sẽ để cái từ chống chỉ định trước khi xem ha. Mình cho nó chỉ một câu thôi, cứ sai đi vì đời cho phép. Giờ đây là những cái những cái giây đầu tiên của cái video này, cái sản phẩm nó là như thế này. Thì tại sao nó ra như thế này? Tại sao nó là như thế này? Như thế này là như thế nào? Nó như thế nào là tại sao nó là như thế này? Thì các bạn biết rồi. Thì cái gì nó cũng có cái căn nguyên, cái nguồn gốc ha. Tôi nói là không có lửa mà sao có khói được? Mà nhiều lúc đâu có lửa đâu có khói đâu, các bạn thấy trên mạng mấy mấy anh chị người ta ấy bà cái diêm diêm quẹt gà đó, người ta dò 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 chút xíu lên khói đó, bởi vì thời buổi giờ nó khác rồi, không có lửa nhưng khói bình thường ha. Đây một mái mái tóc cao ráo gọn gàng mát mẻ. Nhưng mà nó có cái lỗi trong cái tóc này thì một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi thì các bạn sẽ thấy ngay. Các bạn có thể bỏ giờ dây để xem những hình ảnh đầu tiên này các bạn. Chuẩn bị vào cái vấn đề chính đây. Đây, khung cảnh, cái khung cảnh của mình rất là quen thuộc rồi. Giờ đây, đây là nhân vật chính nó đang xuất hiện trong cái video hôm nay. Anh ta đang thể hiện cái sự nguy hiểm của mình với mái tóc mà cực độc và lạ luôn. Đây. Cái mái tóc này các bạn có thể nói là người hai mặt đi, tại vì ở trước các bạn sao nhìn tới như là mình đang trải 5 năm mà đúng chuẩn 5 năm luôn ha. Đúng chuẩn, đúng ngay cái sái luôn. Đây. Vậy anh tiết lộ với mọi người là cái vấn đề về cái clip này đó là em nó nói là cắt cái kiểu under cut nha các bạn. Đây nhưng mà cái này mình không biết nó là under gì luôn. Rất lạ. Thì hôm qua mình có up trên Facebook hai cái hình ảnh, cái hình này với lại cái hình của sản phẩm xong rồi đó. Thì số anh em cũng thấy là anh ơi cái này em gặp rất là nhiều. Mình không hiểu sao luôn, vậy lần đầu tiên mình gặp cái này. Đây cái gì mà mình lần đầu tiên mình mới hay là mới ở đó với mình thôi. Đây. Chất tóc rất là mượt các bạn, cực cực kỳ mượt luôn. Và khách hàng yêu cầu là sửa lại làm sao mà cho nó tạm ổn là được rồi. Chứ nếu mà để mà đúng chuẩn thì không 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 biết nó sẽ như thế nào. Thì các bạn thấy cái phần này nó bị lỗi hoàn toàn rồi. Nó đã hoàn toàn lỗi rồi thì mình sẽ cắt làm sao cho nó liên liên kết với cái phần tóc ngắn. Các bạn biết cắt cao như thế này vẫn được, trước khi mà chỉnh lại thì cắt cao vẫn được, nhưng mà không nên để dài quá như thế này, tại vì ở sau các bạn thấy là nó mất hoàn toàn cái khoảng khoảng giữa phía sau rồi, ngay cái đỉnh đầu đó. Thì mình sẽ lấy làm sao cho cái độ liên kết giữa cái sợi tóc ngắn và cái tóc dài này nó quá chênh lệch đi, nó sẽ có một cái gì nó bằng bằng là một ít ha. Cái tóc này các bạn thấy cái sọ khỉ, nếu các bạn thấy lúc đầu các bạn thấy cái sọ khỉ rất là to, nhô ra rất nhiều. Bên cạnh đó thì không có nhiều anh chị em hỏi như sọ khỉ như vậy nó có định phay hay không. Phay bình thường nếu mà khách hàng thích phay phay luôn, nhưng mà tốt nhất nếu mà sọ khỉ phay thì một mình sẽ phay cái dòng low phay, hai là hai phay ha thì là cao luôn. Có nghĩa là một là sẽ che cái sọ khỉ lên đối với cái low phay là thấp đó, còn hai là cho nó nhô ra luôn. Còn nếu mà lưng chừng các cái dòng mid đó thì các bạn thấy nó rất là khó ha, tại vì cái bước thứ hai thứ ba lên tới đó rồi bắt đầu nó sẽ cái hiệu ứng mình sẽ mất đi, có thể nó không mất hoàn toàn nhưng mà nó sẽ không không như ý muốn luôn.
Thế thì trước tiên mình sẽ cắt bớt đi chứ cho nó dễ, chứ nhìn nó xào xào đâu rồi. Thì cái này nó có một hoặc là hai cái kiểu tóc để mà mình chỉnh lại, nhưng mà trước tiên chỉnh cái kiểu này đi. Còn nếu mà sau này có cái trường hợp nào mà tựa như thế này nữa thì mình sẽ chỉnh cái kiểu khác ha, thì mình sẽ up chi tiết như thế này luôn. Cái này không có phay các bạn à, cái này các bạn lắp tới cử số 1 ủi nè là 3 mm đó. Cái khách hàng này cái gương mặt cạnh và vuông nên nó không có cắt cái dòng linh thủy được, chứ nếu mà cái này cái mặt tròn lên linh thủy là nó đúng chuẩn luôn. Thì như các bạn biết đó, cứ sai đi gì đã cho phép mà, ai 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 cũng phải ai cũng đã từng sai, chính mình cũng sai ha, trên đời này không ai không sai. Và làm bất cứ công việc gì hay cái gì cũng phải có sai lầm hoặc giả là những cái ngoài ý muốn đó, có nghĩa là không không có ai mà muốn mình làm sai, làm xấu hay làm không đẹp không tốt gì hết. Nhưng mà cuộc đời mà, xã hội mà, nó như vậy thôi chứ không có cái gì. Cái những cái ngoài ngày qua mình có up cái dòng undercut mà cái máy dài tựa như thế này, các bạn thấy là mình vẫn ủi cao lúc lên trên luôn, nhưng mà nó không phải lên trên tới ở trên cái sái như thế này, tại vì lên thế này chảy hoàn toàn nó mất tóc hết luôn. Cái này các bạn cắt cái kiểu manh bung nó cũng bị lỗi luôn, tại vì nó đã mất hình như là quá nhiều rồi, rất 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 là nhiều tóc luôn. Nếu không thì các bạn có thể kê lược ha, hoặc giả là cái cự ly dài ngắn như thế nào đó, nhưng mà khách hàng người ta yêu cầu đó là cho nó gọn gọn, là làm sao mà cho nó dưỡng tóc rồi đi. Vì cái phần mà các bạn nuôi tóc mà cho nó mau ra theo 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 như mình thấy, tại vì cái thời gian lúc trước mình có để tóc dài nó mà cột đó. Thì thứ nhất các bạn đội đội đội, đội nón đi, các bạn đội nón thường đi, đội nón xuyên suốt luôn ha, thì cái chân tóc mà nó hầm cái nó rất là mau ra. Và mỗi khi tắm đó mình cứ gội gội đầu và thoải mái đi, thì các bạn bảo đảm là các bạn sẽ phát hiện ra tóc mình nó ra rất là màu luôn. Rồi xong cái phần dưới rồi, còn cái phần trên mình sẽ kê lược. Tại vì sao? Tại vì các bạn biết cái form đầu này đó nó không có chuẩn, đặc biệt cái sọ khỉ rất là to như mình nói lúc ban đầu đó. Mà nếu các bạn lắp cái cử 3 mm mà các bạn ủi thẳng 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 lên hoài đó thì nó sẽ nhô cái sọ ra. Và từ cái mí cái sọ khỉ mà đưa lên đó thì khách hàng người ta có gợi ý và mình cũng hai bên nói chung là thỏa thuận ha, thỏa thuận mới ký hợp đồng được là nuôi lại dưỡng cái phần trên lại, nên cái phần trên mình không có đá động tới nó, chỉ cắt một cái vài sợi nó không đáng thôi. Như bạn biết trước khi mà các bạn thành công một cái việc gì đó thì mình trải qua, nói chung mình đã từng thất bại ha, thì các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm rồi chứ không có gì. Vì nuôi cái phần tóc trên như là tránh cho cái cục gu nó nhô ra đó, nên cái phần đó mình ủi thì có nghĩa là tốt nhất các bạn ủi thấp thôi, vừa gần tới cái mí đó để các bạn ép nó xuống thì mình sẽ giữ lại. Thì giờ nếu các bạn không tin, các bạn lắp cái cử hoặc cái lược cái cử đi, các bạn ủi từ dưới ủi hú cái sọ đi, bảo đảm các bạn thấy cái sọ kia nó nhô ra liền luôn á, thì là cái thẩm mỹ nó sẽ mất đi một phần nào đó gọi là ha. Có cũng có nhiều, nói chung là nhiều nhiều anh chị em cũng hỏi anh ơi mặt vuông rồi mặt trái xoan hay là như thế nào đó, rồi tóc nhuyễn tóc xoăn cắt như thế nào, các bạn biết cái vấn đề này cũng là cái vấn đề rất là khó nè. Bây giờ thực chất mà nói cái người khách hàng này mà khi mà lên ngồi ghế là cắn cũng mất cũng khoảng 5 7 phút thời gian để mà mới ra được cái kiểu để mà sửa lại, chứ
đâu phải như vậy rồi bay lên cái các bạn cắt ra cái hình được đâu. Đó có nghĩa là ý mình nói là thực tế khi mà mình gặp á, còn còn phải còn phải đắn đo đi để mà ra một kiểu tóc nào đó nó tạm ổn, nói chung là nó tạm ổn thôi, tại vì cái dòng sữa lại rồi thì các bạn biết nó đâu có chuẩn như cái lúc ban đầu đâu. Thế thì những cái câu hỏi đó thực chất mình không có trả lời được, các bạn biết rồi đó. Rồi bên cạnh đó mình phải thấy thực tế, ý là thực tế như vậy các bạn biết, nhìn mới nói đó cũng phải bỏ mất 5-7 phút để mà mới cắt ra hình được ha. Còn nếu các bạn chỉ hỏi qua cái lời nói đó, thực chất là rất 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 là khó để trả lời luôn, không không biết đường luôn, tại vì nó còn phụ thuộc rất rất là nhiều. Cái tóc này rất là mượt các bạn, những cái giây phút đầu của cái clip các bạn đó thấy rất là mượt luôn, và hiện tại các bạn thấy chất tóc rất là suôn mượt luôn. Thì những trường hợp này nói chung là mình sẽ nói hết ý với khách hàng luôn theo cái ý của mình đó. Bây giờ em hoặc anh chú bác gì đó có thể bây giờ mình sẽ mất một hoặc vài tháng để mình có lại cái mái tóc hoàn chỉnh, chứ nếu mà cứ cà tiết để như thế này hoài thì các bạn biết đến khi nào mới cái những cái phần mà tóc mà cắt cao như vậy đó, cái phần ngắn nó sẽ nó mới dài được. Thì thôi như bạn mình bỏ cái trước mắt đi, cái quyền lợi trước mắt đi, để mà mình lấy lại gọi là cái lâu dài ha. Nhưng mà bên cạnh đó thì không phải ai cũng như vậy. Cạnh đó có một số người người ta sợ hay người ta suy nghĩ như thế nào đó, người ta thôi thôi để vậy đi, để gì đi. Thì nếu đã cương quyết rồi thì quốc thôi chứ sao giờ. Quốc chơi tới luôn. Bây giờ thực chất mà nói á, cái tóc này mình cũng có nói với khách luôn. Thì các bạn nếu mà gặp trường hợp này các mình cũng nói, mình cũng nói hết ý luôn này ha. Anh em gì đó, tại vì cái tóc này là nó thẳng là nó sửa rồi nè, các bạn thừa biết rồi. Thì một á là sẽ đội nón, hai các bạn sẽ xức quát sáp gì đó lên để tạo kiểu ha. Còn nếu mà để không với chế độ tóc khô thì nó sẽ có cái gì đó gọi là không như mong muốn. Đây còn cái kéo này, cái bữa bữa mà mình làm clip trước các bạn thấy đó, cái kéo mà răng nó cong, cái kéo này nó bén đến nỗi nó gần như là kéo bén luôn. Nó rất là bén, nói chung là nó bén nhưng mà nó sao. Thì cái này là mình xả cái phần dài ở trên, hoàn toàn cái phần dài ở trên các bạn thấy là sẽ ngắn lại ha, ngắn lại từ từ ở cái đỉnh đầu ngắn đó, nó sẽ ngắn và nó có cái độ liên kết, nó sẽ dài 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 phía trước nè. Và mình xin nhấn mạnh và nhắc lại nữa là cái vấn đề về cái tóc này là hoàn toàn là cái tóc sữa ha, là nó không có được như ý muốn rồi, thì nói chung là tạm ổn thôi. Mà vấn đề chính là khách hàng khi người ta trả tiền đó, người ta cảm ơn, người ta cười, như vậy nó thành công rồi, như vậy nó có thể sửa được rồi. Còn nếu mà mày sửa xong các bạn nói trời ơi tưởng gì sửa gì cũng như không thì đâu mà thất bại ha, còn người ta trả tiền người ta cái vui cười là được rồi. Có nghĩa cái phần dưới thì không 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 có quan trọng rồi, quan trọng là cái phần trên làm sao mà mình cho nó liên kết là như thế này, thì với cái khả năng tạm thời thì nó tới đây thôi. Nhưng mà mình nói hồi nãy đó, cái về cái tóc như thế này, tự tự như thế này, nó có hai cái cách để sửa trước mắt ha, chứ mình nghĩ là nó sẽ còn nhiều là sao, là tùy tùy vào cái form đầu và cái khuôn mặt. Nhưng mà nói lúc đầu đó khuôn mặt khách này là mặt vuông và cạnh, nên nó ủi những cái dòng lính thủy nên nó không được. Cái phần mà các bạn mới thấy mình dẹt lên đó, nếu mà bây giờ mình cắt cái phần mà chỗ đang tỉa đó mà nó cho nó bằng vô luôn thì cái hoàn toàn nó sẽ tròn vô, nó mất mất nữa thì thôi chỉ bằng mình sẽ dưỡng một ý để mình một ít để mình che che đậy nó lại đi. Thường ta nói là cái gì tốt khỏe xấu che là như thế này. Đang trong cái giai đoạn luyện ẩn gì, thường thường ta kêu bằng gì, trong phim kiếm hiệp kêu bằng gì ta,
trong đoạn giai đoạn ở tu luyện đi cho hết biết gì rồi, rồi không nhớ gì trơn. Cái tóc này nó nghiêng về cái mức độ dày là nó khoảng là 64. Cái phần trên các bạn thấy ha. À, xong rồi bắt đầu vớt lên. Đó, xịt lớn. Đấy, bạn gái của anh ta đang ngồi online bấm điện thoại trong khi anh ta đang dõi mắt theo từng phút về cái mái tóc á. Em mượt mà của mình đi. Trời, ông lầm bầm ông nói gì trời. Thì như mình từng nói đó các bạn cứ việc để lại comment. Biết gì mình trả lời ha. Và quan trọng nhất là các bạn có thể đăng ký kênh để mà theo dõi tất cả những cái clip mà mới nhất và sớm nhất. Bên dưới phần mô tả. Và dưới clip có phần mô tả đó các bạn, vào đó các bạn xem mình có ghi khá khá là chi tiết những cái gì cơ bản liên quan đến tóc cũng như là vấn đề học phí học nghề gì đó, các bạn kéo vào đó các bạn xem giúp mình ha. Còn về địa chỉ thì tất cả những cái video sau này đó mình có để địa chỉ trên cái màn hình từ từ đầu đến cuối hết. Cái này nó hết bắt lớp lan gì, cái này cắt xà bằng rồi. Cắt xà bằng làm sao cho cái phơm ở trên nó sợi tóc ở trên đó nó có cái kiểu gì nó mới mới lạ lạ lên xíu thôi. Mà các bạn biết đâu khi mà sửa lại kiểu này mà tóc hai bên nó ra đủ nữa thì khách hàng người ta chịu như luôn, người ta đổi cái người ta đổi phong cách luôn sao? À, mình có nói mà. Mình có nói em ơi bây giờ sửa lại nó sẽ như thế này. Dạ em chỉ cần khoảng cái tóc này không có nhiều, cái tóc này không có lâu được. Tầm khoảng một tháng, nói chung là tối đa là 2 tháng thì hai cái bên phần cái lỗ tai mà ngay lên đó, tại vì nó bị mớp ở chỗ đó thôi, còn phía sau thì cũng không quan trọng. Phía sau nếu mà các bạn cứ lấy như vậy rồi cứ liên kết nó sẽ ra đều lại, quan trọng là cái phần hai bên nó bị mớp đó thì nó sẽ thẳng lên thì nó sẽ có coi được lại thôi. Mình có nói rành với khách hàng rồi, à biết đâu vậy thì anh ta đổi kiểu này lên, sợ các bạn thấy cắt xong lên cái mặt nó sáng láng liền không. Còn tóc hồi nãy nó sụp, nó úp, nó phủ mắt thì em có nó bị lỗi đó, thành ra là anh ta không có được vui. Không 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 được vui rồi. Ừ, cậu nhanh nhanh lên, nãy giờ nói nhiều quá, cậu ào ào lên đi. À, cái phần bát đó, à, phần bát chấn ngang đi. Các bạn có thể chấn ngang, trên hay thấp gì bình thường, à, chấn ngang. Chấn ngang chứ không phải là chấn ngang nha. À, chấn ngang rồi phay, phay nhẹ lên thôi, các bạn phay chút xíu lên thôi. Thì hoàn toàn cái phần ở dưới các bạn thấy nó mất rồi, thì nhìn cái bát mình nó sẽ mịn hơn đó. Mà mình đã nói vấn đề này rất là nhiều đấy, sau khi mà anh ta đã cắt và anh ta đã gội đầu xong đó thì mình sẽ sấy lên, sấy khô lên, tạo kiểu lên cho anh ta như để như sao coi trời đấy, những làn gió à, sấy ào ào lên nhanh nhanh tốc độ lên coi gì đâu mà sấy mà cũng chậm nữa làm gì ăn được. Ừ, nhanh lên. Ừ, đó đó đó. Rồi sự nguy hiểm mà các bạn thấy ha. Rất là rõ đây. Đó 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 đó. Quan sát với góc độ này mọi người có thể thấy cái mặt con người khách hàng nó có một cái cạnh gì đó gọi là, nếu mà không muốn nói là vuông vuông dứt luôn thì không có. Ai đâu vuông dứt dữ. À, tua chậm rồi coi chơi. À. Đây nữa nè, như những làn sóng gần trên những cái vùng biển Caribe, à, đừng vô vùng biển Caribe nghe, vùng đó nghe nói hải tặc nhiều lắm á, gọi lên nó có đóng đó, đấy. Các bạn thấy cái đường link, cái đường like hay link gì đó, nó còn cái thinh đó, và đây là cái tóc khô nè, anh chưa 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 có quát, chưa sáp, chưa gom, chưa kêu gì hết. Chủ yếu là mình liên kết cái phần sau với cái phần trên này, cái sấy đó các bạn thấy. Nó khô ha, hoàn toàn khô rồi.
Dạ dưới cắt đó là bình thường, không phay không gì hết. Chỉnh là như vậy cũng là tốt một hồi hộp rồi. À, anh tha tha cái gì lên anh xét vô à, đó anh ta đảo cái độ tóc nó sừng sừng đứng đứng lên nhưng mà có ra cái hình à, những cái hình ảnh quen thuộc à, rất rất là quen thuộc khi mà mới vô cái clip này thấy đấy à, xe lên nhọn nhọn vô đi để mà có gì đó giả sử như đang ăn nhậu hay cà phê gì đó bạn gái hay là gấu gì đó nó bị ăn hiếp là mình có thể chỉ vào đối phương đau lắm à. Dạ đó đấy, anh ta đã hoàn toàn, anh ta đã lột xác rồi, các bạn thấy nó hoàn toàn khác với ban đầu rồi, khác rất là nhiều. Khác cái trước tiên không biết không, bị cái đẹp nó xấu không, mình trước tiên mình thấy nó khác là tóc mất tiêu trời, còn mấy sai. Dĩ nhiên phải khác chứ, đó là điều dĩ nhiên mà. Và trước khi cái sản phẩm nó hoàn thành, các bạn xem một lần nữa thì các bạn có thể bỏ dài dài để quan sát lại cái chất tóc ban đầu ha, với cái máy 5 năm nhìn ngược, từ sau lên trước rất là chuẩn. Đây tóc là cho chất tóc suôn mượt, nhưng mà nhắc lại đây là khách hàng người ta đã tiết lộ bí mật là thợ cắt cho là cái kiểu undercut đó các bạn, nhưng mà thôi các bạn tốt nhất các bạn đừng có xem, các bạn đừng cắt thành như thế này em chạy không ra hình đâu. Đây này rất là mượt mà, mượt mà vô cùng. Xem thôi nghe, không cười nha, có cười bằng cười khẽ là cười như mình, tao nói mình khùng á, giờ có lấy như thế nào cho nó vẫn bị mất rồi, nó mất quá nhiều đi. Và một lần nữa thì bằng cách ủng hộ mà chân thành nhất, các bạn có thể đăng ký kênh và like cũng như là chia sẻ những cái video của mình, đó là điều thiết thực nhất ha. Còn nếu mà không phiền nữa, các bạn có thể khi mà các bạn xem clip đó, các bạn có thể gặp quảng cáo đó, tất nhiên phải có quảng cáo rồi, các bạn có thể để quảng cáo bạn xem như là xả stress khi mà nãy giờ xem nó căng thẳng như thế nào đó. Còn nếu mà tốt hơn nữa, anh em chị em nào mà yêu quý nữa, các bạn có thể nhấn vào những cái mục quảng cáo, các bạn xem biết đâu những cái gì mà mình muốn mua đó thì các bạn sẽ gặp được, các bạn sẽ tìm ngay nó và các bạn sẽ mua hợp lý, và cũng là một cách ủng hộ rất là thiết thực đối với mình. Thì cái sản phẩm cuối cùng nó ra là như thế này, các bạn thấy cái độ liên kết nó đã xong rồi. Thì giờ mà nói rồi là nữa thì với cái tóc tương tự như thế này, nếu mà gặp một lần nữa thứ hai trong cuộc đời nữa thì mình sẽ chỉnh theo một cái kiểu khác, nhưng mà đòi hỏi cái form đầu nó sẽ chuẩn hơn như thế này. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi hết video này, chúc mọi người thành công, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.